sốt vé trận Đông Á Thanh Hóa gặp Hoàng Anh Gia Lai. Sáng nay thì ban tổ chức sân Thanh Hóa đã mở cửa bán vé. Như chúng ta được biết, các trận đấu trước đó thì sân Thanh Hóa đã mở cửa miễn phí cho khán giả vào sân. Nhưng trận đấu ở vòng 11 thì ban tổ chức đã công bố là bán vé của trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai. Giá vé được niêm yết là khán đài A 60.000 và khán đài B 50.000. Thì qua các hình ảnh thì các bạn có thể thấy là sáng nay người dân Thanh Hóa đã đội mưa để đến sân xếp hàng mua vé. Đây chứng tỏ là hiệu ứng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Chứ trước đó thì đá với các câu lạc bộ khác thì sân Đông Á Thanh Hóa đã mở cửa tự do. Chiều ngày 23 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã làm lễ bàn giao câu lạc bộ Hải Phòng cho công ty cổ phần Sông Hồng điều hành, quản lý. Doanh nghiệp do ông Văn Trần Hoàng, hay còn gọi là ông Hoàng Pháo, làm giám đốc. Trước đó, câu lạc bộ Hải Phòng được điều hành bởi công ty cổ phần thể thao Hải Phòng với ông Trần Mạnh Hùng làm chủ tịch đội bóng. Tuy nhiên, ông Trần Mạnh Hùng đã được cho thôi chức chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng vào ngày hôm qua. Bên cạnh đó, ông Trần Mạnh Hùng sẽ rời ghế hội đồng quản trị công ty VBF. Ông Văn Trần Hoàng, 52 tuổi, được biết đến là một cổ động viên bóng đá vô cùng cuồng nhiệt, là giám đốc công ty cổ phần Sông Hồng. Ông Hoàng làm ra khá nhiều từ hoạt động san lấp xây dựng. Thế nhưng vì đam mê bóng đá, ông Hoàng cũng đã đổ nhiều tiền để đi theo chân các đội tuyển quốc gia Việt Nam, xem các giải đấu lớn và thường mua pháo sáng đốt. Cũng vì mơ pháo sáng mà ông Văn Trần Hoàng được gọi là Hoàng Pháo. Với vị thế là một cổ động viên cuồng nhiệt, ông Văn Trần Hoàng khi được phần lớn người hâm mộ Đất Cảng ủng hộ khi tiếp nhận câu lạc bộ Hải Phòng từ tay ông Trần Mạnh Hùng, một cổ động viên lâu năm của câu lạc bộ Hải Phòng khẳng định là một người có tâm, ông Hoàng Pháo là người thích hợp nhất để cầm câu lạc bộ Hải Phòng lúc này. Tuy nhiên, ông Hoàng có làm bóng đá Hải Phòng lấy lại bản sắc nền tảng hay không thì phải xem ông ấy thể hiện ở cái tầm. Vòng loại cúp quốc gia Việt Nam 2021 đã khép lại với hai trận đấu cuối cùng. Vừa kết thúc vào chiều qua, hai đội chủ nhà Phù Đổng và Khánh Hòa đã giành chiến thắng trước Huế 1-0 và Phú Thọ 2-0 để vào vòng 1/8. Như vậy, cả 8 cặp đấu đã được xác định đầy đủ. Theo đó, cuộc đọ sức nhận được nhiều sự chú ý nhất là màn so tài giữa Hoàng Anh Gia Lai và Đà Nẵng. Ở trận đấu lượt đi tại V-League 2021, Hoàng Anh Gia Lai đã thắng Đà Nẵng 2-0 ngay tại Hồi Xuân. Một trận đấu khác cũng hứa hẹn rất căng thẳng giữa ứng cử viên vô địch Viettel và Hải Phòng. Đội bóng Đất Cảng vừa có chủ tịch mới và đang rất quyết tâm có được vé đi tiếp. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch cúp quốc gia Hà Nội FC được dự đoán dở thở khi đối đầu với Phố Hiến. Các trận đấu đáng chú ý khác ở vòng 1/8 cúp quốc gia bao gồm Thanh Quân Ninh với Long An, Thành phố Hồ Chí Minh gặp Hà Tĩnh, Quảng Nam gặp Đắk Lắk, Phú Đổng gặp Cần Thơ và Nam Định gặp Khánh Hòa. Dự kiến vòng 1/8 cúp quốc gia Việt Nam 2021 sẽ diễn ra trong tháng 6.